Hằng xin trân trọng gửi lời chào thân ái nhất gửi đến quý vị, và đây là chương trình phóng sự của Vietfay TV. Kính thưa quý vị, phóng sự thương mại là một chương trình gửi đến quý vị những buổi cuối tuần, những cơ sở thương mại mà có những cái giá đặc biệt, cũng giống như những cái mặt hàng đặc biệt nhất gửi đến quý vị trong mỗi tuần. Và ngày hôm nay thì trong cái cuộc phóng sự ngày hôm nay, Thúy Hằng muốn nói đến một cơ sở thương mại gọi là Beauty Apple Inc. tại vùng San Jose qua địa điểm là 2379 Central Row, thành phố San Jose, qua số điện thoại là 408-876-0680. Mà nếu mà quý vị đã ghé ngang với lại Beauty Apple Inc. thì quý vị có lẽ đã rất quen thuộc với một cái nụ cười rất là thân ái của chị Mỹ Phụng. Thì chị Mỹ Phụng nơi đây cung cấp tất cả những loại dược thảo cũng giống như là kem dưỡng da, tất cả mọi thứ thương hiệu mà quý vị tìm thì ở nơi Mỹ Phụng đều có hết. Nếu mà quý vị đã thường dùng đến đây thì quý vị đã thấy một cái gọi là một cái sản phẩm đang rất bán thịnh hành khắp nơi, đó là Envy. Và kính quý vị, ngay bây giờ thì Thúy Hằng rất là hân hạnh để được nói chuyện với chị Jackie Phan, là người president của công ty Envy ngày hôm nay. Thúy Hằng xin gửi lời chào đến chị và xin mời chị có thể gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Vietfay. Chào Thúy Hằng và chào quý khán giả đài Vietfay. Vâng, chị có thể cho Thúy Hằng được biết là Envy chúng ta là carry những cái sản phẩm như thế nào? Công ty Envy carry những sản phẩm dòng chánh là để chăm sóc, để làm cho quý vị được một cái sự thoải mái, comfort cho cái da của mình, như da khô nứt nẻ nè, mình bị tóc mà bị rụng nè, được cũng treat tới cái đó. Rồi da những bị khô bỏng bởi ánh sáng mặt trời thì mình cũng có những cái product đó. Và những chị em nào mà xanh nở thì hơi béo phì thì mình cũng có cái kem thon gọn. Vâng. Theo Thúy Hằng được biết, nếu mà quý vị đọc theo cái báo của Người Việt đúng không ạ? Thì có một cái bài báo rất là hay nói về MV tại sao ra đời, rất là dễ thương. Đó là quý vị nào mà ngay bây giờ có những cái vấn đề giống như da khô. Thúy Hằng cũng được biết là mỗi khi mà quý vị đi làm nail, cũng có một số quý vị khán giả đôi khi cái bàn tay mình không biết là bị chất chemical hay là một cái gì đó làm cho da khô nứt nẻ, thì MV cũng có những cái sản phẩm để giúp như vậy, có đúng không ạ? Dạ đúng. Dạ, thì có nhiều khách hàng họ bị cái da khô rồi họ phải cứ tốn nhiều thì giờ mà những chủ tiệm nail phải lấy cái dao phải bào những cái da khô đó. Nhưng mà sau khi xài những cái sản phẩm của mình thì khách hàng rất là happy, là da nó không có bị khô nữa, mình không có phải vật lộn với cái problem đó nữa. Mà được hay cái là cái chân của mình cũng nó không có bị khô nữa. Vậy đó, hay quá. Thì có thể chia sẻ đến quý vị khán thính giả là MV mình có bao nhiêu sản phẩm và như thế nào? Ngay từ bây giờ thì mình có tất cả là 5 sản phẩm. Sản phẩm đầu tay của mình đó là sản phẩm về nứt nẻ, là cái Envy Cream. Sản phẩm thứ nhì của mình đó là về sản phẩm serum, là cho da mặt. Rồi sản phẩm thứ ba của mình đó là dầu gội cao Q, là chiết xuất từ chai cao, để cho cái chân tóc của mình nó vững chắc, để nó đừng có rụng đi. Còn cái sản phẩm cuối cùng của mình đó là cái sản phẩm về cho những người bác lớn tuổi đau thốt khớp, là cái đó là sông ngư, là hai con cá. Có nghĩa là MV rất là gần gũi với mọi người, mọi lứa tuổi của chúng ta, đúng không ạ? Có những cái thuốc mà chúng ta giảm bớt những cơn đau nhất cho các bác, các cụ, cũng giống như là phụ nữ chúng ta. Thứ nhất là làn da, thứ nhì là phải ốm, phải gòn, thì mang lại cái sự trẻ trung lâu dài. Cũng giống như là nếu mà quý vị nào trong ngành nail có những vấn đề về da, hoặc là quý vị tìm những cái sản phẩm để mà cho khách hàng của mình, đúng không chị, thưa chị? Như chẳng hạn như trong service của mình á, là có thể gần gũi với những người khách á, là người ta hay bị cái da cuticle người ta bị hay bị stress, hoặc là cái da chân người ta khô quá khô. Còn có nhiều người thì nó bị những cái dimple phát á, trên cái những cái chân, những cái bắp chuối, hoặc là thì họ có thể làm những cái service đó, họ sẽ make được nhiều cái income. Nhưng mà cái income nó không có là phải là nhiều như là mình tưởng tượng, nhưng mà được cái là khách đó, nó vui là cái kết quả nó có. Rồi khách nó rất là happy, rồi tới là làm thêm là cứ như người bạn đó, như là giống như mình tạo một cái environment nó giống như là
rất là thân thiện với khách. Đúng rồi, đó là lý do tại sao Beauty Apple đã mời Vietface đến đây để làm một cái cuộc phóng sự nho nhỏ để gửi đến quý vị khán thính giả. Quý vị đến với Beauty Apple, quý vị sẽ thấy được MV ở ngay cửa hàng. Quý vị có thể mua về để sử dụng. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại 408-876-0680. Chị Jackie có thể cho quý vị khán thính giả biết là MV bắt đầu bao lâu rồi hay không? MV đã tại ở thành phố Westminster này được 3 năm. Và kính thưa quý vị, nãy giờ thì chúng ta đã lắng nghe về MV có những cái sản phẩm khác nhau giúp chúng ta chống lại những cái làn da khô, da nứt, da nẻ, cũng giống như là về mái tóc, về làn da, những cái serum làm chúng ta trẻ lại. Vậy thì chúng ta cần phải biết được những cái người nào đã sử dụng qua và đã có những cái kết quả nào, thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng với quý hàng chúng ta trò chuyện cùng với chị Lily Lan Trần. Chị là một người đã từng sử dụng qua, thì sau đây thì quý hàng xin mời quý vị cùng lắng nghe. Quý hàng chào chị Jackie Lily Lan Trần, xin mời chị gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Xin mến chào quý vị đang theo dõi chương trình của Vietface. Và chị Lily có thể chia sẻ đến quý vị khán thính giả là cái nguyên do nào đã đưa chị đến để sử dụng MV cho tới ngày hôm nay? Vâng, đây là cũng một cái sự tình cờ. Thì Lily có đi chợ ngày hôm đó, thì có vào chợ Sài Gòn City Market ở thành phố Westminster, góc đường McFadden. Thì trước đây hầu như là những cái sản phẩm mà thật sự bác sĩ có đưa toa và cũng có đi vài nơi để tìm kiếm những cái sản phẩm về da nứt của bàn tay, thì không có một cái sản phẩm nào mà giúp được cho Lily. Thì hôm đó cũng tình cờ đi vào chợ thì thấy cái sản phẩm này, nó là gọi là MV Cream. Thì sau khi mà nhìn tới cái bottle, Lily cũng bọc qua những cái nguyên liệu mà cái sản phẩm có những cái chất gì trước khi mà mình mua để về xài. Thì khi mà mua cái sản phẩm này về xài thì Lily không ngờ là cái hiệu quả của nó quá tốt. Chị có biết là trong vòng 3 ngày đầu thì mình xài thì những cái da khô nứt nẻ của mình nó bị bong ra, nó chóc đi và nó đưa đi một cái làn da mà da chóc. Thì sau 3 ngày đó thì nói đúng ra là tới ngày thứ 5 thì mình thấy là những cái da chết, những cái da hư mà da khô nó hoàn toàn nó biến mất. Chị Lily có thể cho quý vị khán thính giả biết là khi chị nói về da khô thì lúc đó mình đang bị cái gì, bị ở đâu, bị da khô, bị cái triệu chứng mà mình đi kiếm tất cả những loại kem mà không được thì chị sử dụng vô cái phần nào của mình? Không hiểu tại sao mà tự nhiên trong gần một năm trời thì cái da tay của Lily tự nhiên bị nứt rồi chảy máu, bị rất là đau, không phải là nứt bình thường quý vị, nứt mà nó để lại cho mình những cái vết khách, những cái rất là đau, giống như là khô, mình bị nứt khô mà vừa bị nứt mà chảy máu nữa, cho nên nó cứ bị đỏ cái bàn, những cái ngón tay của mình. Và thậm chí khi mà ra đường thì mình gặp khách của mình gặp những người cộng sự viên của mình không dám bắt tay. Nhưng mà sau đó thì mình cũng có đi rất nhiều nơi để mình tìm kiếm những cái sản phẩm nào có thể giúp. Không ngờ mình gặp được MV Cream. Thì cái sản phẩm này đã giúp cho mình rất là tự tin bây giờ. Nói thật sự với chị Thúy Hằng là không có cái sản phẩm này thì mình không có yên tâm. Mình phải có đi cái đâu sản cũng phẩm. Phải có MV Cream. Vâng rồi, đúng rồi. Từ trong phòng ngủ cho đến phòng tắm, trong xe, trong bóp của mình, tất cả chỗ nào cũng phải có MV Cream. Cảm ơn chị, một lời chia sẻ rất là dễ thương. Thật sự cái chính của Lily là về vấn đề da nứt nẻ. Cái thật sự cũng là cái thời gian đó là chắc cũng là một cái không hiểu cái chứng bệnh gì. Thì mình bị nứt da, nứt da tay. Mình xài MV Cream. Sau khi cái sản phẩm này mình sử dụng thì mình thấy mình có tự tin để mình tìm hiểu thêm những cái sản phẩm khác của cái hãng MV. Thì mình có sử dụng qua serum về cho da mặt. Thì cái hiệu quả của serum này mình cũng thấy là nó ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Thật sự mình cũng mới xài có một tuần thôi, cho nên mình cũng không có dám nói nhiều. Mình thấy là trong vòng tuần lễ nay mình xài thì mình thấy hiệu quả của nó rất là cao. Nhưng mà có lẽ
mình sẽ để cho những người mà đã xài lâu Vâng. rồi thì có thể sẽ nói nhiều hơn, tự tin hơn. Vâng. Còn mình thì mình rất là thích và mình vẫn tiếp tục xài Vâng. serum cho đến ngày hôm Cho nay và tới ngày sẽ hôm tiếp tục nay. xài. Sau đó sẽ cho quý vị biết. Vâng, có lẽ là đúng như vậy. Mỗi khi mà chúng ta tìm được một cái niềm tin tưởng vào một cái Vâng. sản phẩm nào thì chúng ta nghĩ rằng nơi đó họ sản xuất những cái loại mà có thể giúp cho chúng ta, thì lẽ đương nhiên những cái sản phẩm khác nó cũng sẽ giúp cho những cái vấn Đúng. đề của chúng ta. Tại sao mà Beauty Apple Inc ngày hôm nay cho các vị tây giống như Thúy Hằng đến đây để mà nói chuyện với lại em Youth Central? Đó là lý do là cái người mà họ phân phối họ rất là tin tưởng vào MV, cho nên họ muốn MV nói lên những cái gì mà MV đã có để mà chia sẻ cùng với quý vị khán giả, giống như là cái lòng tự tin của chị Lily ở đây, chia sẻ những gì mà mình đã sử dụng qua, không dám nói nhiều nhưng cũng có cái niềm tin rất là chắc chắn vào trong MV. Thúy Hằng được biết nữa là chúng ta có là cho làn da, rồi chúng ta có ốm nữa phải không ạ? Có những cái loại mà quý vị có thể xức vào rồi cái da chúng ta sẽ săn lên. Chị có biết gì về cái sản phẩm này không? Lily thì chưa có sử dụng, nhưng mà sự thật mà nói, Lily cũng xin nói sự thật với quý vị, mình là người nhân chứng và mình muốn đưa cái lời thật của mình đến với quý vị, là người nhà của mình cũng đã xài và cũng là vô tình thôi. Thì mình biết khi mà mình thấy người nhà của mình có một cái body tự nhiên thay đổi từ size 6 cho xuống size 2, size 3, size 4, thì mình ngạc nhiên, mình hỏi là cái tại sao mà làm sao mà chị có thể chị ốm nhanh vậy, trong vòng có 2 tháng mình không gặp. Thì mình mới hỏi ra là chị xài ở đâu và loại gì, chị có diet gì hay không, thì chị mới nói ok để chị show cho mình một cái sản phẩm mà chị xài vô tình thôi. Thật sự Lily cũng không biết là cái hàng này nó thuộc của cái hãng NV, thì chị mới đưa cái bottle ra thì mình mới nói ô vậy hả, thì mình cũng đang xài cái NV cream. Thì không ngờ cái sản phẩm này cũng là một trong những cái sản phẩm của NV, nhưng mà mình chưa có sử dụng tới. Thúy Hằng biết rằng là cái này, nếu mà quý vị khán giả, nhất là phụ nữ chúng ta đều mê cái sắc đẹp hết, và nhất là nếu mà quý vị lớn tuổi chút xíu, da bị xệ chút xíu có đúng không ạ, Đúng. thì sẽ làm cho săn lại kể cả cái cổ nè, Cổ này, rồi tay tay, phải không ạ, góc rồi bắp đùi, đùi, rồi bụng. đây. Nhưng mà có một điều rất là hay nữa là MV rất là gần gũi với tất cả mọi lứa tuổi chúng ta, có nghĩa là đàn ông cũng có thuốc về tóc nếu quý vị có những vấn đề nào bị gào có đúng không, bị gào hay là Gào, bị bị vấn rụng tóc. đề về rụng tóc này kia thì ở đây cũng có. Thành ra rồi các bác các cụ có những vấn đề đau nhức thì đây là một cái loại mà Thúy Hằng thấy rằng một cái hương rất là thơm mà giúp ích cho quý vị nào bị đau nhức hoặc bị đau khớp, đau xương, thì đây là một loại mà chúng ta có thể làm một cái phần quà nho nhỏ một buổi chiều buổi tối về mình mang về cho cha cho mẹ hay là chính cả những người thân trong gia đình, thì đó là rất là tuyệt vời. Thúy Hằng cảm ơn cho sự chia sẻ rất là chị đến quý vị khán giả, chị đã sử dụng qua và đã muốn chia sẻ những cái gì mà mình đã tìm thấy được tại MV. Cảm ơn chị rất nhiều. Không có chi. Lily cũng cảm ơn quý vị, và những gì mà Lily Lan Trần trình bày là thật sự mình thấy được và mình muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị trong cộng đồng của mình. Và Lily biết rằng cái hàng này và cái sản phẩm này rất là tốt cho cá nhân của Lily. Cảm ơn quý vị và cảm ơn chị Thúy Hằng. Cảm ơn chị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, đây là kết thúc của cuộc phóng sự ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ tìm được những cái sản phẩm của MV mang lại sự gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Tất cả những gì mà chúng ta đã thấy ngày hôm nay sẽ mang lại một cái niềm vui, hạnh phúc cho những người thân của mình. Và cũng Thúy Hằng cũng trân trọng thời gian quý báu quý vị đã đón xem chương trình phóng sự. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ. Và nếu quý vị có những cơ sở thương mại, xin hãy gọi vào điện thoại là 714-331-4703 để chúng ta cũng giống quý vị khán thính giả có dịp có những cái cuộc vui cuối tuần, đi dạo phố để tìm được những sản phẩm của mà mình mong muốn. Thúy Hằng xin trân trọng thời gian quý báu của quý vị đã đón xem chương trình và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình kỳ sau.